Hello, xin chào ngày mới mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người trải nghiệm con game có tên là Tam Sinh Kiếp của nhà phát hành WeTat thì phải. Ok, chúng ta thử vào game xem nhé. Con game này thì được quảng cáo khá nhiều trên các cái mặt báo cũng như là trên Facebook. Ở đây thì mình có sẵn một cái gift code thì nữa mình sẽ nhập xem là để phần quà nhé. Các bạn ơi đây này, mình có một cái code ở đây nhé. Tam Sinh Kiếp và Play Game. Ok, vào game xem nào. Mình đang ở server S1. Wow. Lượt cuối bỏ kiếm xuống. Đẹp chưa? Rất tốt. Cứ như vậy. Mình sẽ có 5 class các bạn ạ. Đây là ảnh nhẫn nhá. Wow. Là cuồng đao các bạn ạ. Không gì có thể cản được ta. Chắc vẫn trưởng chưa? Cũng vậy. Giống DK ghê. Con game này thì mình thấy một cái bài báo từ tháng 4 2019. Không rõ là bây giờ phát hành lại hay là đổi nhà phát hành là như nào. Kiếm quân Thanh phong không dấu tích, đẹp chết nhỉ. dưới kiếm của ta chỉ có nước chảy phương xa. Là thứ tư sẽ là Linh Trúc các bạn ạ. Độc thương trị Chiến liệu được và của quần chúng công. ta chỉ có thể làm như vậy. Đẹp thế. Chung là class này dành cho các bạn nào thích chơi búp. Và cuối cùng sẽ là class thần xạ. Sẽ là kiểu loli này nhỉ. Ngươi đúng là thú vị đó. Nào, chơi với Mình ta một lúc thích nhé. chơi cung nhưng mà không thích kiểu loli như này đâu. Ok anh em cùng nào quánh class ra. Kiếm quân nhá. Cái độ khó lên đến tận 4 sao liền. Thanh phong không dấu tích. Dưới kiếm của ta chỉ có nước Ok. chảy phương xa. Vào game này. Giúp là con game này vào tầm khoảng hơn 500 MB một xíu các bạn. Không biết là có tải thêm gì không. Vẫn là một game là nhập vai luyện là về quen thuộc rồi. Ok. Thất thánh sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. À, số này chúng ta có thể xoay được các cái góc nhìn. Chỉ Đại nó quan không hẳn thì là có một chiêu 360 độ các như bạn ạ. vậy, ta vẫn thích Xoay góc ánh nhìn trăng của thôi. Thương Nguyệt Loan hơn. Các vị dũng sĩ anh tài, thực sự khiến ta tự thẹn Vô cực có sánh kiếm. bằng. Đơn vị tiền chính của anh em Các sẽ vị dũng sĩ là anh tài, Ngọc Thường thực Ngọc sự Hóa. khiến ta tự thẹn khó. Một Chắc đời là cái một đồng này nhánh chắc thanh, là bạn thù hai để nâng nơi cấp cùng nhau. trang bị. Sẽ có 4 kỹ năng chính và cấp 36 mình sẽ mở hết nhé. Vật trợ hóa gì đây? Tịnh phong cấp 10. Wow. Cái kỹ năng của nó khá là trơn tru các bạn ạ. Nhìn nó khá ổn. Nó có một chút cái phần nạp lần đầu nhá. Nạp lần đầu anh em sẽ nhận được một món vũ khí 2 sao, một cái nhẫn cưới. Đây là một cái vật cưới, cái con thú cưới các bạn ạ. Anh em sẽ cưới kiếm nhé. Ok. Đây là mở trang bị tầm bảo này. Quà nạp đầu. Không đi tặng trang phục nhỉ? Ok, Hãy ok, thôi nhớ, được rồi, kệ mục như vậy. đích của ta không cần kẻ khác đoán mò và hiểu rõ. Mình là có thế nào? Có đây nhỉ? À, mình thấy tí. Cái phần đồ họa ấy, nó xây dựng khá là cơ bản các bạn ạ, chưa thực sự là đẹp mắt, chưa thực sự là vừa ý mình. Thêm nữa là tính năng auto nó tượng quá nhiều, chúng ta là cũng hơi chán. Đặt đây này. Giảm bớt số người này đi các bạn. Không đi phần nhập code này, mình Hùng hùng thánh để quả lát không nữa. ngơi, triều triều thánh quang bất diệt. Xem là cái phần ưu đãi Hùng nó hiện hùng ra thánh không, quả nhập code không vào đây. ngơi, triều triều thánh quang bất diệt. Đại quang mưa to gió lớn, Lạc chúng thần cư ta sĩ. cũng chỉ làm được thế thôi. Đàn ông bạc tình bạc nghĩa, luôn thắng được tính toán của phụ nữ. Kỳ. Luôn thắng được tính toán của phụ nữ. Chưa thấy phần nhập code nha. Đó, phần thú cưới này, là với 30 mình sẽ nhận được thú cưới. Góc dưới bên tay trái này là pin và thời gian các bạn ạ, dung lượng pin. Góc trên thì vẫn là map của chúng ta.
Đàn ông bạc tình bạc nghĩa luôn thắng được tính toán của phụ nữ. Lăng Ba Dũng Lưu, tình tên đẹp thế. Đồng Lăng thôn còn giữ được bao lâu nữa? Ôi, thiên thủ binh gây quả. Cấp 80 nghe xin được kết hôn. Trời ơi, nhưng mà kết hôn với ai thì chịu. Những cái con game này thì các bạn phải cẩn thận nhá, những lúc gặp mấy ông hay giả gái lắm. Nguy hiểm phết, gặp cú có gai thì gặp toang ấy, đùa. Người trẻ tuổi, người đến Tôn đây bà để bà. Nói cho người biết. Thú cưng các bạn. Thôn tính là cái gì đây? Sao lại thôn tính là tăng thêm kinh nghiệm chứ? Sao lại ghi là thôn tính nhỉ? Ảo hình. Ui, đẹp chưa các bạn ơi này. Đây là các bộ trang phục nhá. Ma thần dáng, ui, giống Avatar ghê. Bộ đi biển các bạn. Tăng bộ đi biển đúng chứ? Trái tăng thì... Ôi, bộ học sinh đẹp thế. Nhìn hay nhỉ. Hoa Hảo Nguyệt. Tầm tầm khoảng 30 bộ trang phục các bạn ạ. Nguyệt Quang. Đặc biệt. Ấy, từ từ, đang xem. Đang xem. Chân Vũ Chiến Y. Truyền Minh Chiến. Đẹp chưa? Phong Vân Chiến Y. Ok, anh em sang cái phần thú cưới nè. Tiểu Long Nữ. Hình như đây là đồng hành các bạn ạ. Trang phục đây là khung avatar. Đặc ký là chưa hiểu là cái gì đây. Chắc là hiểu gắn lên trang phục các bạn ạ. Sống chết mất còn, chúng sinh nhỏ nhoi đối với ta. Ta không ở đây trong lúc ấy. Có cái mua không đồng này. Vẫn có tiền mà, 588 sẽ bảo mua không đồng. Mua 5 ngày sau hoàn trả toàn bộ linh ngọc. À ok, như vậy là mua trong 5 ngày sau tôi mới được. Đây là phần phúc lợi nhá anh em nhá. Đây để dành 30 ngày đây, 50 vạn vàng. Ok, đây có cái mã rồi. Nhập mã vào nhá con ơi. Đó. Sao lại không tồn tại nhỉ? Tam sinh kiếp. Play game. Đàn ông bạc tình bạc. Ơ sao lại thế nhỉ? Thắng được tính toán của phụ nữ. Từ nha các bạn chờ một xíu nha. Có đấy mà. Tam sinh kiếp đây đúng không? Rõ ràng là có ở đây mà nhỉ. Đang xin kiếp play game S. Play game S. Tại sao lại không được nhỉ? Cái này hơi lạ nha. Bắt đầu cái này để mình xem xét lại sau. Ok. Đàn ông bạc tình bạc nghĩa luôn thắng được tính toán của phụ nữ. Thao tác theo hướng dẫn. Đâu nhỉ? Đến đâu rồi? Con người thì ngốc nghếch. Có cái phần truyền tống khá là nhanh các bạn. Nếu mấy anh em đang tạm biết. Đây rồi. Full 4 kỹ năng rồi, anh em cùng xem nhá. Xem một combo nó như nào. Ở đây là gian hàng ngọc khóa các bạn ạ, dương chân sủng các bạn ạ, đây chắc là đồ nâng cấp. Chân vũ. Ok, các thằng có nhạc thì mình không nói đi nữa, nó nạp cho anh em người dân chơi hệ nạp tiền thôi. Âm dương kiếm. Người nói khi nào thì đại quan mới yên bình được như ngày xưa. Kẻ ấy nhất thời đáng giá là bao, tuy không vui nhưng giá trị. Đây là phần thẻ tháng các bạn ạ. Ok. Đặt.
À không, đây là cái phần đặc quyền của VIP. Trời ơi, mình nhầm. Đây, cái này không có thần thần phải kháng này. Thuộc cưng cái đặc tính năng nhân vật. Rồi, triệu hồi ra một cái cột cột nước. Trông khá là ngầu. Các cái phần menu nó chiếm nhiều quá, đâm ra là nhìn nó hơi khó các bạn ạ. Cái phần bố trí menu ấy, cái nó chiếm nhiều cái màn hình quá, nhìn nó khó ơi là khó. Khó quá thằng này. Kẻ ấy nhất thời đáng giá là bao? Tuy không vui nhưng giá trị bằng vài kẻ khác. Cái phần đồ họa xây dựng khá là cơ bản các bạn nhìn này, nó chưa thực sự là đặc sắc cho lắm. Những thứ rác rưởi này thì sao chứ, một mình lão phu là đã phá tan bọn chúng. Đây xem lại bộ kỹ năng các bạn nhé. Wow, trông cũng khá là ổn đấy, không biết nỗi nào. Cái phần kỹ năng của nhân vật thì khá là đẹp. Được, túi ở trên này các bạn, phân giải. Ok. Toàn bộ thường dùng. Đại quan này cành cây ngọn cỏ, Phùng Khai Sơn cảnh ta đều muốn ở cùng. Là với 50 mình sẽ được có cánh các bạn ạ. Bạc tình bạc nghĩa. Nhưng mà xem ra là mọi người ít ít thích những cái brand mà nó có cánh cái kiểu nhà tiên hiệp này. Bởi vì nó lặp lại một cái mô típ quen thuộc. Cứ chơi chơi xong rồi lên lên cấp xong rồi làm nhiệm vụ. Sau đó thì mở khóa các tính năng của các bản xong rồi thôi. Về sau những con game này sẽ ít người chơi. Đấy, mọi người sẽ không thích những kiểu game như này. Ok, online 10 phút này, đang quả cấp này. U 300 cấp không các bạn? Mình sẽ được danh hiệu mở hồng mông tung hoành. Đây là dịch còn sai này. Tạo ra phòng giữ. Khả năng là các bác mua game với bác dịch lại. Chiếc này phải có ăn cái cánh các bạn ạ. Cường hóa. Ảo ảnh cấp 91 một khóa. Không có, không có ra. Đàn ông bạc tình bạc nghĩa luôn thắng được tính toán của phụ nữ. Ô mình ẩn với người chơi cùng nhưng mà tại sao nó vẫn hiện ra ở đây nhỉ? Kết giới thạch. Cái này nó cứ hiện ra cái bực khách của mình, nó cứ chiếm hết cả menu các bạn ạ. Sợ. Vân Thiên Hà. Lúc này thì không có cái phần ghi âm của nhân vật, đâm ra là mình cũng không được thích cho lắm. Sống chết mất còn, chúng sinh nhỏ nhoi đối với ta, ta không cần gặp bất kỳ kẻ nào khác. Ok thì chắc là mình sẽ xin kết thúc video này, vì con game này không phải là đúng cái sở thích của mình cho lắm. Về cơ bản ấy thì con game này chưa có sự đột phá cho lắm so với những con game tiên hiệp khác. Nó cũng ở dạng cơ bản thôi các bạn ạ, chưa có gì còn là đặc sắc nổi bật cho lắm. Về cái âm thanh thì mình đánh giá cũng khá hay này. Đồ họa thì tác bổn, phù hợp với cái anh em máy nào yêu nghĩa một chút thì vẫn chơi được ngon đấy, không sao đâu. Ưu đãi người trên mới thì có vẻ hơi ít. Còn các bạn nghĩ sao về cái này thì comment cho mình biết ở phần bên dưới của video nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại nha, bye bye.